Trân trọng kính chào quý thầy cô và các bạn sinh viên, học sinh cũng như các bậc phụ huynh có con em đang theo học bộ môn tiếng Anh thân mến. Hôm nay chúng tôi những sinh viên đến từ trường Đại học Hùng Vương Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một website học tiếng Anh rất tiện dụng và hiệu quả, đặc biệt là với những người muốn trau dồi không chỉ riêng kiến thức ngữ pháp, từ vựng mà còn muốn bổ sung thêm kỹ năng nghe và phát âm đúng. Thông qua những đoạn video ngắn được thực hiện rất tự nhiên và gần gũi bởi những giáo viên bản ngữ, quý vị có thể có cảm giác như là đang được hướng dẫn học tập ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, miễn là các bạn có máy tính kết nối Internet. Vâng, đó chính là trang web infit.com, được rút gọn từ Free English Video Lessons, có nghĩa là những tiếng học tiếng Anh qua video hoàn toàn miễn phí. Để truy cập vào website chính thức, đầu tiên các bạn hãy mở trên trang web của mình. Tiếp đó các bạn hãy đánh vào thanh địa chỉ dòng chữ invit.com và nhấn Enter để truy nhập vào trang chủ. Như các bạn có thể thấy, ở giao diện trang chủ, mọi thứ được trình bày rất là thân thiện và dễ nhìn. Trước mắt các bạn, ở trên cùng của trang web là tên đầy đủ của trang web: Free English Video Lessons. Khu vực này là nơi chúng ta nhấn chuột vào mỗi khi muốn trở về lại trang chủ. Phần bên phải là khu vực đăng nhập tài khoản. Sau khi đăng ký miễn phí và trở thành viên của Invit, bạn sẽ được thông báo qua email mỗi khi có bài học mới được đưa lên trang chủ. Ngay bên dưới tên trang web, chúng ta có các mục đóng vai trò chính như Home, cũng có tác dụng truy cập lại và giao diện chính của trang chủ. Kế bên là mục All Lessons. Khi truy cập vào mục này, ở bên phải trang web sẽ liệt kê tất cả các video đã được đưa lên bởi các giáo viên bản xứ. Như các bạn thấy, chúng ta có tổng cộng 627 lesson, tương đương với 627 video. Khá là nhiều nên hãy bắt đầu những tiết học sinh động và tự nhiên ngay từ hôm nay các bạn nhé. Còn nếu như các bạn muốn học chuyên sâu một chủ đề nào đó, hãy nhấn chuột vào mục Topics để xem phần liệt kê tất cả các chủ đề mà bạn quan tâm, như những bài học về tiếng Anh thương mại, kỹ năng đọc hiểu, những cách diễn đạt, các điểm ngữ pháp, hay thậm chí là cách làm bài thi IELTS, TOEFL hay TOEIC. Bạn chỉ việc chọn chủ đề bên trái và video chi tiết về chủ đề bên phải để bắt đầu bài học. Ví dụ chúng ta chọn expression, ngay lập tức sẽ có một video mẫu hiện ra phía bên tay phải, sẵn sàng để chúng ta bắt đầu bài học. Hi, my name is Rebecca, and in today's lesson, you'll learn two easy ways to express your reaction to something. Lưu ý là bên dưới sẽ còn những video liên quan đến chủ đề này các bạn nhé. Kế đến, mục Teachers sẽ liệt kê ra cho bạn những giáo viên đã và đang góp công sức vào việc giảng giải các bài học. Từ đây bạn có thể lựa chọn giảng viên có giọng nói phù hợp giúp bạn tiếp thu tốt nhất, hay đơn giản là giảng viên mà với bạn, bạn có cảm tình nhất, vì đã có cách giảng giải dễ hiểu để việc học luôn thú vị và trơn tru đối với bạn. Mục cuối cùng của chúng ta mang tên Resources, liệt kê ra những tư liệu tham khảo uy tín mà các giáo viên đã sử dụng để hướng dẫn trong các bài giảng. Nếu trong một bài giảng nào đó, giáo viên có nhắc đến kiến thức mà bạn chưa nắm vững, hãy truy cập vào phần này để tìm tài liệu phân khảo phù hợp do phần kiến thức chưa vững chắc đó của bạn. Đó là tất cả những gì mà trang Invit chứa đựng. Nếu nhờ vào quá trình tìm tòi học hỏi những bài giảng trên trang này mà hiểu biết về bộ môn tiếng Anh của bạn được củng cố và nâng cao, thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết về trang web này các bạn nhé. Hi everyone, I'm Jade. I'm
teacher. That's my name. I'm from London. So it's really nice to meet you all, and if I want you to watch my video, and I really do want you to subscribe at the end of the lesson so you get to see my other new videos on Invid. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.